mà nhìn dữ vậy? Bộ không giống con người hay sao mà nhìn dữ vậy trời? Cái ánh mắt là cái ánh mắt đồng tình là đúng không? Thì đúng rồi, đâu phải con người. Có con người nằm mà vậy không? Con Annabelle. Không biết thì 26 tháng 6 ra rạp coi phim Bell đóng, nghề đóng giày chính luôn. Cho Bell một bạc xỉu. Khỏi đâu ta? Làm nhanh 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 khác. Nani? Nhìn nhìn trời. Trời ơi, tự nhiên ta ăn cái nhìn. Tự nhiên nhìn miệng ta. Mệt quá, đi đâu ai cũng nhìn đó. Anh, nghe nè. Cho em miếng hành đi. Cho em miếng tiêu, miếng tiêu. Cho em miếng thịt đi. Cho em miếng thịt. Chán ghê luôn á. Ở trong tủ em đói muốn chết, lâu lâu ra ngoài. Thấy em khổ, em cực, em thèm, em đói, em khát thì cho em một miếng thịt. Tính toán từng đồng từng cắt. Mệt ghê á. Em không bao giờ quay lại nữa. Em lấy một là một, hai là hai. Đi luôn. Xin lỗi, một cái thứ gì các bạn không? Bắp, bắp nước. Được, quy định công ty mình là vé riêng, bắp riêng. Trời ơi, biết là quy định rồi nhưng mà khó khăn quá vậy trời. Sống thiện lành một chút đi. Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn. Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì anh biết không? Để cho bắp nước, để cho bắp nước. Dạ xin lỗi bạn, đó là quy định của công ty bên mình. Chán ghê á. Giờ phải mua nữa hả? 4 tiền mà. Ờ, cảm ơn. Ai cho? Muốn cái gì vô trong rạp mà coi phim chứ đừng có đứng lên chụp hình. Cô riêng ai cho chứ. Đi vô trong rạp coi phim đi. Nè mày đứng đó nha, tao kêu binh đoàn ma quỷ của tao hả? Tới đánh mày nè con. Tao có nhiều người lắm đó. Nè ha, tao có Ferryman nè. Tao có The Bride nè. Đi vô trong đó coi phim có diệt súp. Khờ lắm. Chán thiệt á. Trời ơi, đẹp quá cái tấm chân dung. Photoshop được ghê, ai Photoshop đó. Bada bẹn. Ok. Á, vô phim rồi. Chưa, khúc này là Bell chưa xuất hiện nha, khúc này Bell chưa xuất hiện. Ghê, bắt đầu ghê rồi đó. Bắt đầu ghê rồi đó. Một lát con nhỏ này chết. Con anh ơi, mở tiếp phim khác đi. Cho coi phim khác đi. Hôm nay em rảnh lắm. Racing boy, Vietnam racing boy. Thích mày gọi tụi tao racing boy, Vietnam racing boy. Khỏi cần hỏi để tao nói, we are racing boy. Xếp hàng thẳng lối, Bobo đến rồi tao đi thôi. Gọi tụi tao racing boy, Vietnam racing boy. Thích mày gọi tụi tao racing boy, Vietnam racing boy. Khỏi cần hỏi để tao nói, we are. Cut that motherfucker back here.
Ủa là giờ em gọi cái đầu nào? Đầu gối em. Đầu gối em không có cần gọi. Chứ chị đã đưa cho em cái này rồi thì em còn hỏi câu đó làm cái gì? Đừng bao giờ hỏi chị những câu hỏi cơ bản nữa. À! Sao vậy chị? Em ơi. Dạ. Trời ơi. Đau quá, em gọi cẩn thận thôi, nhẹ nhẹ thôi. Đau đầu chị quá nè. Trời ơi, em đâu có đụng tới cái da đầu của chị đâu. Nhưng mà nó có cái sự liên cơ. Trời ơi, giờ sao? Bây giờ có cái dây thần kinh ở đâu nè? Cái dây thần kinh số 7, nó làm méo mỏ chị. Em gọi nhẹ nhẹ thôi. Đó rồi, để em tiến cái dây thần kinh số 7. Kế cộng số 8. Dạ, em thấy rồi. Trời ơi, gọi kỹ giùm chị nha, chị ở trong tủ. Tủ kính á, hiểu không? Mặn nhện nhiều. Dơ. Dạ, mi xin lỗi. Mi xin lỗi. Em là... À, chị là Bell. Dạ. Các bạn trên Facebook không? Bên đây bạn rồi. Mình là fanpage ha. Dạ không. Em xong chưa ta? Dạ xong rồi. Để đi chạy tóc chị Bell. Ủa, chị Bell sao vậy? Chị buồn. Hồi sáng chị đi kiếm hai đứa bạn của chị. Chị đi hết ngóc ngách trong Sài Gòn luôn. Chị đi kiếm nó, không liên lạc được. Chị bọc của Lê Dũng bị công an bắt. Trời. Chị đánh giỏng. Chị đánh gì nè? Bắt chị. Đúng rồi. Tức hai đứa bạn của chị. Nó hẹn với chị. Nè, đây cho em coi hình nè. Thấy không? Đây. Con đực tên là Ferryman. Con cái tên là The Bride. Nhưng mà những cái gu thời trang lại biết có gu lắm mấy chị. Dễ thương. Không bằng một đốc của chị. Đúng rồi. Ê, em. Bạn chị gọi, bạn chị gọi. Đang đồng má. Rồi sao? Rồi đứng yên cái đó nha. Rồi tôi ra liền. Quỷ sứ. Bạn chị. Con The Bride á. Cho chị hỏi tóc chị xong chưa ta? Dạ rồi. Chị đi trước, cảm ơn em. Chị với Béo trả tiền. Trời ơi. Các bạn ơi, bây giờ Bèo phải đi gặp mấy đứa bạn của Bèo. Các bạn muốn biết là Bèo gặp tụi nó làm cái gì thì ngày 26 tháng 6 các bạn ra rạp sẽ biết nha. Bye bye.